Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Từ Iran, lính nghĩa vụ của Iran đã xả súng vào trong doanh trại khiến cho nhiều binh sĩ bị thiệt mạng. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, một lính nghĩa vụ ở trong quân đội nước này vừa mới xả súng ở bên trong một căn cứ quân sự ở tỉnh Kerman, khiến ít nhất là 5 binh sĩ bị thiệt mạng và thủ phạm đã bỏ trốn ra khỏi hiện trường. Hãng thông tấn IRNA đã dẫn lời một giới chức quân đội Iran xác nhận đối tượng gây án trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ canh gác bảo vệ một đơn vị tại một trong những vị trí quân sự của quân đội. Thủ phạm đã đi vào khu vực nghỉ ngơi của các binh sĩ và bắt đầu xả súng vào các đồng đội. Theo vị này thì động cơ gây án vẫn chưa được làm rõ. Bản tin của hãng IRNA khẳng định đối tượng tấn công đã trốn ra khỏi doanh trại và các nỗ lực đang được đưa ra để bắt giữ thủ phạm. Vụ xả súng khiến cho 5 đồng đội của binh sĩ nghĩa vụ này bị thiệt mạng. Vụ xả súng ở trong doanh trại quân đội của Iran xảy ra giữa lúc an ninh được tăng cường sau khi tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo vào hôm 3 tháng 1 đã thực hiện 2 vụ đánh bom liên tiếp ở thành phố Kerman nhắm vào đám đông tham gia lễ tưởng niệm tướng Qasem Soleimani khiến cho 94 người bị tử vong. 47 người bị chôn vùi trong vụ lở đất ở Trung Quốc. Ngày 22 tháng Giêng, một vụ lở đất xảy ra tại huyện Trấn Hùng thuộc địa cấp thị Chiêu Thông của tỉnh Vân Nam ở miền Nam Trung Quốc. Đài truyền hình CCTV cho biết khoảng 18 gia đình đã bị chôn vùi trong vụ lở đất, khiến 47 người đang mất tích. Hơn 200 người đã được di tản khẩn cấp khỏi khu vực. Theo CCTV, các nhà chức trách đã thực thi một chiến dịch ứng phó khẩn cấp với sự tham gia của hơn 200 nhân viên cứu nạn, cũng như hàng chục xe cứu hỏa và các thiết bị khác. Đoạn video được Tân Hoa Xã chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các nhân viên cứu nạn mặc quần áo bảo hộ màu cam và đội mũ bảo hiểm đi lại trên đống đổ nát tại địa điểm nằm giữa những ngọn núi cao chót vót phủ đầy tuyết. Tân Hoa Xã cho biết cơ quan hữu trách đang nỗ lực để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ lở đất. Sạt lở đất thường xuyên xảy ra ở Vân Nam, địa phương phía Nam Trung Quốc giáp với Việt Nam, Lào và Miến Điện. Tỉnh này có những dãy núi dốc tiếp giáp với cao nguyên Tây Tạng. Trung Quốc cũng đã trải qua một loạt thiên tai trong những tháng gần đây, bao gồm một số hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Tổng thống của Ai Cập đưa ra tuyên bố cứng rắn, gia tăng căng thẳng với Ethiopia. Ông Abdel Fattah al-Sisi của Ai Cập cảnh báo rằng Ai Cập sẽ không cho phép bất kỳ mối đe dọa nào đối với Somalia sau khi Ethiopia thông báo về việc xem xét công nhận Somaliland ở trong thỏa thuận có thể giúp cho nước này tiếp cận một cảng biển. Tuyên bố của ông Sisi là những lời lẽ cứng rắn nhất về thỏa thuận nói trên từ phía Ai Cập, là quốc gia lâu nay có mối quan hệ lạnh nhạt với Ethiopia. Và đây cũng là dấu hiệu cho thấy là Ai Cập có thể sẽ can dự vào vấn đề tranh chấp, vốn đã làm bùng phát những căng thẳng mới ở vùng rừng Phi Châu đầy biến động. Somaliland tuyên bố độc lập ra khỏi Somalia vào năm 1991, nhưng vẫn chưa được công nhận bởi bất kỳ quốc gia nào trong Liên Hiệp Quốc. Thỏa thuận cho thuê cảng giữa Somaliland và Ethiopia đã được chốt hạ hồi đầu tháng này, nhưng vẫn chưa hoàn tất. Thỏa thuận sẽ mang lại lợi ích cho Ethiopia là quốc gia không giáp với biển và đã khiến cho Somalia phẫn nộ. Theo một bản ghi nhớ để ngày 1 tháng 1, Ethiopia cho biết là họ sẽ xem xét công nhận độc lập của Somaliland để đổi lấy quyền tiếp cận cảng. Theo đó, Ethiopia dự kiến là sẽ thuê mảnh đất ven biển có chiều dài 20 cây số xung quanh cảng Berbera ở vịnh Aden trong vòng 50 năm cho mục đích quân sự và thương mại. Phía Ethiopia vào hôm 21 tháng 1 đã đáp trả những chỉ trích từ phía Ai Cập về thỏa thuận này, nói rằng đây chỉ là một thỏa thuận thương mại để nhằm bảo đảm quyền tiếp cận biển chứ không phải là nỗ lực để thôn tính đất đai. Tuần duyên Philippines công bố vụ ngư dân bị Trung Quốc sách nhiễu trên biển. Tuần duyên Philippines vừa qua đã công bố video ngư dân nước này quay lại cho thấy tàu tuần duyên Trung Quốc sách nhiễu tại biển Tây Philippines mà Việt Nam còn gọi là Biển Đông. Báo cáo của tuần duyên Philippines cho rằng tàu tuần duyên Trung Quốc vào đầu tháng Giêng năm 2024 đã cố xua đuổi ngư dân Philippines ra khỏi khu vực bãi cạn Scarborough. Một ngư dân Philippines có tên Jack Taba đã quay lại vụ sách nhiễu bởi tàu tuần duyên Trung Quốc hôm 12 tháng Giêng tại khu vực vừa nêu. Người này cố di chuyển gần đến tàu của Trung Quốc để có thể quay rõ hơn vụ việc, nhưng bị tàu Trung Quốc xua đuổi. Vụ việc được nêu rõ một tàu cá của người dân Philippines đang hoạt động tại khu vực gần bãi cạn Scarborough khi thủy triều xuống và phía tuần duyên Trung Quốc đã đến xua đuổi chiếc tàu đi và còn yêu cầu họ trả lại những hải sản thu được. Phát ngôn viên Jay Tariella của tuần duyên Philippines cho rằng người dân Philippines đánh bắt tại ngư trường truyền thống và hải sản thu được không hề vi phạm luật pháp quốc tế. Vụ sách nhiễu vừa nêu diễn ra trước khi hai phía Philippines và Trung Quốc tiến hành cuộc họp tham vấn mới đây tại Thượng Hải. Cả hai bên đồng ý cải thiện thông tin liên lạc trên biển và giải quyết các bất đồng một cách phù hợp. Người dân Indonesia phải đi di tản sau khi nhiều núi lửa thay nhau phun trào.
Đài One News đưa tin là hàng ngàn người dân đã buộc phải di tản sau khi núi lửa Merapi ở trên đảo Java bất ngờ phun trào và hình thành ra những cột khói bụi cao đến 100 mét, tạo ra dòng dung nham dài hơn 2 cây số chảy xuống sườn núi. Ông Santoso, người đứng đầu cơ quan nghiên cứu và phát triển công nghệ liên quan đến thảm họa địa chất của Indonesia cho biết, cho bụi đã bao phủ một số ngôi làng. May mắn là vụ phun trào chưa gây ra bất kỳ thương vong nào ở Java, vốn tập trung rất đông dân cư. Người dân sống ở trên sườn núi đã được khuyến cáo tránh xa miệng núi lửa ít nhất là 7 cây số và phải cẩn thận với những mối đe dọa có thể xảy ra từ dòng dung nham đang nóng chảy. Merapi là ngọn núi lửa đang hoạt động mạnh nhất của Indonesia, trong số 120 ngọn núi trải rộng trên toàn đất nước. Đây là vụ phun trào mới nhất ở Indonesia kể từ khi các giới chức nâng mức cảnh báo lên mức cao thứ hai vào tháng 11 năm 2020. Cùng lúc đó, một số núi lửa khác đang hoạt động cũng đang phun trào, buộc chính quyền phải đưa ra thông báo di tản đến hàng ngàn cư dân. Trung tâm giảm thiểu thảm họa địa chất và núi lửa của Indonesia xác nhận là không có thương vong được báo cáo. Một ngọn núi lửa khác ở tỉnh Đông Nusa Tenggara cũng đang phun những đám mây nóng cao tới 700 mét lên bầu trời vào cuối tuần qua. Ngoài ra, núi lửa Marapi ở tỉnh Tây Sumatra cũng đột ngột phun trào lần thứ ba trong tháng này. Tài xế xe hơi cố hút thanh chắn barrier để vượt đường tàu tại Ấn Độ. Một đoạn clip ghi lại cảnh tài xế điều khiển chiếc xe Maruti Suzuki Alto cố tình lao qua đường rầy rồi đâm vào rào chắn được tài khoản Deepji chia sẻ trên kênh YouTube gần đây. Trong clip, một chiếc Maruti Suzuki Alto màu bạc đang băng qua đường rầy tàu rồi định chui qua barrier nhưng không vừa. Phía bên kia rào chắn, một chiếc Hyundai i10 đã dừng lại. Có thể nhận thấy tài xế auto thay vì đợi rào chắn mở ra lại đâm vào rào chắn để chui qua. Dù biết chiếc xe của mình sẽ không thể vượt qua và bị mắc kẹt dưới rào chắn, nhưng tài xế auto vẫn không dừng lại. Sau đó tài xế này tăng tốc lần thứ hai và lần này anh ta cũng không vượt qua được. Mặc dù vậy anh ta vẫn tăng tốc lần thứ ba và lần này chiếc xe bị kẹt nên phải lùi lại. Cuối cùng trong lần thử thứ tư, chiếc xe đã vượt qua được chướng ngại vật. Có thể thấy thanh chắn đã bị tài xế auto làm hỏng, phần giữa của rào chắn đã bị uốn cong. Hiện tại thông tin chi tiết về địa điểm xảy ra vụ việc vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên một người đàn ông đã chụp được biển số của chiếc xe auto. Đây có thể là nhân viên đường sắt ghi lại biển số xe để làm bằng chứng. Vụ việc không chỉ khiến barrier bị hư hỏng mà chính phần kính chắn gió của xe hơi có thể cũng đã bị ảnh hưởng. Liên quan đến thời tiết, thưa quý vị, Nam Hàn ban hành cảnh báo đợt rét đậm ở nhiều vùng trên cả nước. Nam Hàn vừa cho ban hành cảnh báo rét đậm bao trùm vùng đô thị của Hán Thành và một số khu vực ở tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon, khi mà nhiệt độ được dự báo sẽ giảm mạnh trong 2 ngày tới. Cảnh báo rét đậm thường được đưa ra khi mà nền nhiệt độ vào buổi sáng ở mức là âm 12 độ C hoặc là thấp hơn trong ít nhất là 2 ngày liên tiếp, hoặc là nhiệt độ thấp nhất vào buổi sáng giảm hơn 10 độ C so với ngày trước đó xuống mức là 3 độ C hoặc là thấp hơn. Cơ quan khí tượng Nam Hàn dự báo nhiệt độ buổi sáng ở tại các khu vực nói trên sẽ giảm xuống mức là âm 11 độ C trong ngày 22 tháng 1. Nền nhiệt buổi sáng dự báo ở mức âm 10 độ C tại Hán Thành và thành phố Incheon. Tại thành phố Daejeon ở miền Trung và Busan miền Nam, các nền nhiệt buổi sáng có thể giảm xuống lần lượt là 3 độ C và 1 độ C. Từ ngày 23 tháng 1, nhiệt độ buổi sáng giảm xuống dưới mức âm 10 độ C ở hầu hết các vùng trên cả nước và nhiệt độ ban ngày cũng sẽ duy trì ở dưới mức là 0 độ C. Theo cơ quan khí tượng Nam Hàn, tuyết có thể sẽ rơi ở các vùng ven biển phía tây của tỉnh Nam Trung Trung và tỉnh Jeolla ở phía tây của Nam Hàn từ sáng ngày 22 tháng 1 cho đến ngày 23 tháng 1. Đảo nghỉ dưỡng Jeju cũng sẽ có tuyết rơi hoặc là mưa cho đến ngày 23 tháng 1. Theo kế hoạch, chính quyền Hán Thành sẽ chuyển sang chế độ ứng phó khẩn cấp 24 tiếng để sẵn sàng giải quyết những vấn đề này khi mà nhiệt độ giảm xuống mạnh.